đất có mặt tiền đường liên xã Hòa Hiệp, Tân Lâm. Diện tích là ngang 14, dài 88m, phía sau đất có suối, giá chỉ có 135 triệu đồng một mét ngang. Mời các anh chị đón xem. Mến chào tất cả các anh chị, rất vui các anh chị đã quay trở lại với kênh Nước Sông Băng Linh. Trong video này, em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất có mặt tiền đường liên xã Hòa Hiệp, Tân Lâm. Từ vị trí này, cách đường tỉnh lộ 329 là 1 km và cách chợ Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp là 3,5 km. Vị trí đất thuộc xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đối diện với lô đất đã có nhà dân sinh sống các anh chị. Còn chúng ta đi thẳng theo hướng này, 9 km sẽ ra tới đường tỉnh lộ 328, Ủy ban Nhân dân xã Tân Lâm. Diện tích của lô đất là ngang 14, dài 88m. Hiện trạng đang là đất cây lâu năm, giá chỉ có 135 triệu trong một mét ngang. Phía sau đất có suối chảy quanh năm các chị. Và đây là con suối phía sau lô đất. Nên lô đất này rất hợp cho anh chị đầu tư nghỉ dưỡng, có mặt tiền đường liên xã. Đường trước đất là đường nhựa, rộng 10m. Đối diện là có nhà dân và có đèn đường chiếu sáng các chị. Anh chị có thể hình dung vị trí của lô đất trên bản đồ vệ tinh. Phía sau đất là suối các chị. Vị trí đất nằm một xẹt đường tỉnh lộ 329. Cách tỉnh lộ 329 là 1 km. Và sau đây là một số tiện ích gần với vị trí đất. Cách phòng khám đa khoa khoảng 2,6 km. Cách giáo xứ Hòa Thuận, trường cấp 1 và trường cấp 3 Hòa Hiệp khoảng 3,3 km. Và cách chợ Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp là 4 km. Còn chúng ta đi hướng ngược lại sẽ đến ngã tư Xuân Mộc, thị trấn Phước Bửu, huyện Hồ Tràm. Cách chợ Xuyên Mộc, ngã tư Xuyên Mộc là 15 km. Cách vòng xoay Ba Tô, thị trấn Phước Bửu là 20 km. Và cách biển Hồ Tràm khoảng 28 km. Và đây là sổ hồng riêng của lô đất. Đất chúng ta có hướng Tây. Phía sau đất là suối. Diện tích công nhận trên sổ là 1229 m², đất trồng cây lâu năm. Và phần cuối video này, em mời các anh chị di chuyển theo em từ vị trí đất ra tới đường tỉnh lộ 329 đang được nâng cấp mở rộng để các anh chị có thể hình dung được vị trí lô đất chúng ta rất là tiềm năng. Hai bên đường nhà cửa xây dựng rất là nhiều và người ta kinh doanh buôn bán rất là nhiều các chị. Nên lô đất này rất hợp cho anh chị đầu tư hoặc làm nhà vườn, phía sau đất có suối chảy quanh năm. Hiện tại Bất Động Sản Quang Linh đang nhận ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các chị có nhà đất cần bán vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0986 606 314. Em xin cảm ơn. Anh chị xem video, theo đất này phù hợp nhu cầu đầu tư và an cư lập nghiệp, các anh chị gọi ngay cho Bất Động Sản Quang Linh theo số điện thoại quen thuộc 0986 606 314 hoặc kết bạn Zalo số này để em có thể tư vấn cho các anh chị một cách nhanh chóng và chính xác nhất nhé.
và trên màn hình là đường tỉnh lộ 329 các chị. Nếu chúng ta rẽ tay phải sẽ đến ngã tư Xuyên Mộc, thị trấn Phước Bửu, huyện Hồ Tràm. Còn chúng ta đi thẳng theo hướng này 3 km sẽ đến chợ Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp. Và trên màn hình là đường tỉnh lộ 329 đã được nâng cấp mở rộng các chị. Vị trí đất nằm một xẹt đường tỉnh lộ 329, cách tỉnh lộ 329 chỉ 1 km. Em xin dừng video này tại đây, hẹn chị các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các chị. Bất động sản quan linh những ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các chị có nhà đất cần bán vui lòng gửi sổ, giá, vị trí về số Zalo bất động sản quan linh. Các anh chị hãy nhớ like và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của bất động sản quan linh nhé. Em xin cảm ơn.